Đây là cách thức bạn về số già. Chiều 4:45 thấy một bà già rất là tồi. Con mua giùm cô con mấy tờ và cải kết. Vậy vậy người tốt luôn luôn thiệt thôi là vậy đó. Quá cực. À, mọi người thấy tinh vi chứ à. Có lòng tốt mua vé số giúp cụ già, thanh niên thất vọng tràn trề khi biết mua phải vé số giả. Sẽ ra sao khi lòng tốt bị lợi dụng? Câu hỏi này có lẽ đã được đặt ra quá nhiều lần mà chưa có lời giải đáp, bởi người cho thì chỉ muốn giúp đỡ, còn kẻ đáng thương là thật hay giả thì khó mà phân biệt được. Mới đây, một anh chàng đã phải thất vọng tràn trề khi lỡ đặt lòng tốt sai chỗ. Cụ thể thì trong đoạn clip anh chàng này chia sẻ, trên đường đi làm về thì bắt gặp một bà cụ bán vé số. Thấy bà đáng thương lại liên tục nài nỉ nên anh đã mua giúp bà vài tờ vé số. Nhưng éo le là ngay khi về nhà rút vé số ra tra thì phát hiện điểm bất thường. Giữa tờ vé số tưởng chừng như rất bình thường này lại được ngụy trang và thay đổi mã số một cách tinh vi. Dùng tay cạo đi lớp giấy dán đè, anh chàng mới tá hỏa là vé số này đã hết hạn từ lâu. Thất vọng tràn trề, anh chàng chỉ đành đăng lên chia sẻ với cộng đồng mạng với dòng đáp: hy vọng là chỉ có một mình con bị lừa thôi, con mong đó không phải là bà câu kết với bọn làm giả vé này ạ. À. Cô à con, cô dùm cô, yêu rồi, con mẹ tơ. Tức là tinh vi. Hiện thì chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào, nhưng cư dân mạng cũng ngay lập tức quan tâm và để lại bình luận. Giờ bọn lừa đảo đánh vào lòng thương hại, không biết đâu mà lần. Chẳng biết là có phải cụ bà làm không, nhưng có lòng tốt mà bị lừa thế này, chắc anh thất vọng lắm. Thế này thì ai còn dám giúp người, xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn quá. Hiện thì câu chuyện vẫn đang nhận về nhiều ý kiến thảo luận, hy vọng rằng đúng như lời anh trai kia nói, mong rằng anh đã giúp đúng người mà không phải bị lợi dụng. Người tốt vẫn còn nhiều, nhưng nếu cứ mãi gặp phải những cú lừa thế này, thì liệu còn có bao nhiêu người dám làm người tốt đây? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!